con được kết quả cho mong muốn của những ngày sẽ đến còn cả thành gia ban được nghe thời giờ còn lại của mình không trong dân sự của mình kết gia thì còn những tin cầu nguyện cho chúng ta cùng ngồi. Chúng ta sẽ tiếp tục học loạt bài của chúng ta. Vì phần đó là lãnh đạo phục linh để biết biết đó là cần phải cái sự tập trung. Trong những ngày vừa qua chúng ta đã nói về những sự tập trung. Tập trung thứ nhất là tập trung về phát triển hội thánh. Và tập trung thứ hai đó là mở hội thánh. Và tập trung thứ ba đó là tập trung về sự xuất dầu. Và chúng ta đang nói về tập trung về sự sức giàu và sáng tới giờ. Buổi chiều hôm nay chúng ta cũng sẽ nói về trong sự tập trung về sự sức giàu, nhưng mà chúng ta sẽ nói về ảnh hưởng mạnh mẽ của sự sức giàu. Chúng ta học về Chúa không thể nào mà không cần sự sức giàu của Chúa được. Có rất một số người cũng có sự khao khát muốn đi học về Chúa, tại thấy người ta đi học về Chúa đó được ăn ngon quá. Tại làm một sư đó người ta mời ăn tầm thịt gà theo dịch mừng quá phải vô bàn ăn được cái ngồi ở bàn trên và cứ ăn mề. Có một anh em này đi nói thế này là tôi thấy làm một sư sướng nè, đi đâu người ta cũng mời chứ ăn rồi rượu ngon. Tôi hỏi chứ phải làm sư không, ai không phải. Như vậy thì bạn đó làm một sư, thích làm một sư để được ngồi bàn trên ăn đồ ngon. Cái vấn đề nếu người đã thích như vậy thì không thể nào làm được chuyện gì. Tại sao vậy? Tại vì ông sư có những lúc không có gì ăn, ăn khô quẹt. Và thế là thấy một sư ăn khô quẹt không có gì ăn bắt đầu thôi em xin phép em không làm một sư nữa. Người làm đầy tớ với Chúa, người hầu vì Chúa rằng là phải đối diện sự no đủ và đối diện sự đối chiếu. Ông Phaolô nói thì sao? Ông đối diện với nguy trên sông nước, quy anh em dạy cho quy thú dữ, rồi bị đói kém, bị diệt đạo, bị đánh đòn và ba lần bị đánh đòn. Và cuộc đời đó cũng giống như là đã sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa, không có gì mà làm chúng ta phải là bỏ cuộc hết. Tại vì sao vậy? Tại họ đã buộc mình vào trong chức vụ. Để buộc mình vào trong chức vụ thì chúng ta cần phải có sự sức giàu quyền năng của Chúa. Và sự sức giàu này có thể giúp đỡ chúng ta hoàn thành được cái sứ mệnh của Chúa cho chúng ta. Chúng ta sẽ mở lời Chúa ở trong Thi Thiên 89 từ câu 19 đến câu 20. Thi Thiên 89. Thi Thiên 89 từ câu 19 đến câu 20. Ai đóng cửa ngoài trước không? Mở cửa giùm chứ. Thi Thiên 89 từ câu 19 đến câu số 21. Tôi sẽ hát về sự nhân từ của Đức Giê-hô-va luôn luôn. Xin lỗi, từ 19 đến 21. Bây giờ trong dị tượng Chúa có phán cùng người thánh của Chúa mà rằng: ta đã đặt một người mạnh dạn làm kẻ tiếp trợ, nhấc cao lên một đấng lựa chọn từ trong dân sự. Ta đã đặt David là kẻ tôi tới ta, sức dầu người bằng dầu thánh ta. Tay ta sẽ nâng đỡ người, cánh tay ta sẽ làm cho người mạnh mẽ. Kẻ thù nghịch sẽ chẳng hiếp đáp người, còn kẻ ác cũng sẽ không làm khổ sở người được. Ta sẽ đánh đổ kẻ thù nghịch người tại trước mặt người, và cũng đánh bại những kẻ ghét người. Chúng ta sẽ nói một số cái sự ảnh hưởng mạnh mẽ của sự sức dầu ở trên chức vụ mà Chúa kêu gọi. Đây là một trong cái bài thánh thi thuộc về loại nhạc nhất ở trong Cựu Ước. David
Ông hát về những phước hạnh mà ông đã nhận lãnh nhờ sự sức dầu của Chúa. Theo chúng tôi thấy á, rất ít người biết liên hệ phước lành của họ với cái nguồn phước thật sự là thiên đàng. Có nhiều người không hiểu nổi. Tôi và anh chị em nhất định phải tìm kiếm và hiểu rõ về cái phước hạnh từ thiên đàng. Đó là cái sự sức dầu, những cái nguồn phước mà Chúa dành cho chúng ta. Chỉ có những người có sự sức dầu đó, thì họ mới kinh nghiệm được. Còn người không có sự sức dầu đó, thì không thể nào kinh nghiệm được. Điều thứ nhất chúng ta sẽ nói tại đây, đó là sự sức dầu giúp chúng ta nhận lãnh nguồn trợ giúp siêu nhiên cho đời sống chức vụ. Sự sức dầu giúp chúng ta nhận lãnh nguồn trợ giúp cho chức vụ. Thi Thiên 89 câu số 19 về: ta đã đặt một dũng sĩ để giúp đỡ người. David, ông cảm biết chức vụ làm vua của mình được sức dầu nhờ sự giúp đỡ. Và chúng ta thấy rằng Chúa nuôi David không phải chỉ một mình ông. Khi ông nhận được sức dầu từ nơi Samuel, lúc đó Chúa đã trong kinh nghiệm về sự chu cấp của Chúa. Rồi sau đó không, ông nuôi cả gia đình của ông đang lúc mà ông chạy trốn sau lần, và nuôi cả 600 người nữa. Chúng ta thấy hình như là David ông đã kinh nghiệm về sự cung tiếp trợ của Chúa rất nhiều điều liên quan về thức ăn hết. Thậm chí có những lúc mà ông đang đối diện với sự đói kém, ông đến gia đình của Na-man, tại vì ông là lính của ông chăm sóc cái bầy chiên của Na-man. Nhưng Na-man lại vô ơn, không có biết một chút ơn nghĩa nào đối với David hết. Na-man thậm chí ông còn gì sỉ nhục David nữa. Nhưng lúc đó Chúa làm gì? Chúa đã dùng vợ của Na-man là cái bà Na-bi-ga-in, đó là một trong những người khôn ngoan. Bà lại đem cái sự cung ứng tiếp trợ cho David và đoàn quân của ông. Chúng ta thấy những lúc đối kém như vậy là Chúa dùng cách này cách kia để mà chăm sóc người của họ. Chúng ta, tôi và anh em, khi chúng ta đi theo Chúa đó, chúng ta kinh nghiệm về sự chu cấp của Chúa mỗi ngày. Nếu anh chị em nào đã từng là người đã được cái sự sức dầu của Chúa rồi, là chúng ta thấy hình như là Chúa không để chúng ta bị đói. Xương tự tơ có lúc bị đói nghe, nhưng người tin cậy nơi Chúa không bao giờ bị đói nghe. Chúa nuôi anh em đủ cách hết. Chúa, chúng ta thấy Chúa nuôi ông Eli bằng cách là Chúa sai cái con quạ đến đem thịt cho ngang. Chúa kêu ông đến cái nguồn suối và nguồn suối cung cấp nước cho ông uống. Đến khi con quạ nó không đem thịt, đến khi cái nguồn nước đó dừng lại, thì Chúa kêu ông đến cái gia đình của đàn bà quá, ta sai chúng ta. Đàn bà quá này nghèo đến nỗi không còn gì để nói nữa. Bà chỉ còn một chút bột, hai mẹ con ăn chút bột đó thì ngã lăn ra chết. Nhưng Chúa bảo sao? Hãy làm cho bánh chúng ta ăn đi. Bà đó, bà tức bụng bức gan, bà làm một bánh cho Elia. Khi ông ăn xong rồi, cái nguồn tiếp trợ từ Đức Chúa Trời lại đến trên gia đình của người đàn bà. Chúng ta thấy người tin cậy nơi Chúa không bao giờ bị hậu thiệt. Hay nói đúng ra là người tin cậy nơi Đức Chúa Trời, người nhận được sự sức dầu của Chúa không bao giờ bị chết đói. Còn anh mà đi theo Chúa đó, anh học bị Chúa đó, anh bị chết đói đó, là do anh mất sự sức dầu, hay là cái thùng dầu anh nó bị lúng. Chính chỗ đó đó, anh đi theo Chúa anh không còn sức lực để theo nữa, tại đối với theo nói. Điều thứ hai ảnh hưởng mạnh mẽ cái sự sức dầu là gì? Đưa chúng ta đến cái đỉnh cao. Sự sức dầu đem bạn đến cái đỉnh cao của Chúa. David nhận sự tôn trọng ông nhận được đến từ sự sức dầu. Thì Thiên 89 câu 19 phần trên: ta tôn cao một người được lựa chọn giữa vòng dân chúng. Chúng ta thấy David
được tôn trọng giữa dòng dân chúng. Mọi người không ai nhận được sự sức dầu của người Chúa đã chọn một điều ông mà thôi. Người được sự sức dầu, Chúa chọn anh em trong gia đình của anh em. Trong gia đình anh em không được ai chọn, chứ không được Chúa chọn. Bà con dòng họ không ai chọn anh em chứ, Chúa không chọn bà con dòng họ anh em. Nhưng mà để Chúa chọn một mình anh em thôi. Để như vậy, để nên nhận được sự sức dầu. Sức dầu để làm gì? Để được ơn và để được có cơ hội giúp đỡ cho những người khác. Như vậy thì anh chị em hãy cảm ơn Chúa vì anh em được Chúa tôn trọng và Chúa cho anh em ở trong những cái nơi đỉnh cao. Số 3, được sự sức dầu ảnh hưởng mạnh mẽ là được vững lòng trong chức vụ. Từ Thiên 8:9 câu 20 câu 21. Ta đã tìm được đáp ứng lại tới ta, sức cho người bằng dầu thánh của ta. Bàn tay ta sẽ nâng đỡ người, cánh tay ta sẽ làm cho người mạnh mẽ. Khi Chúa sức dầu cho David, Sa-lơ tìm một cách quỷ hoại hạ tiêu diệt David. Thậm chí có nhiều kẻ thù họ chế lên nhiều hơn nữa để tiêu diệt người của sự sức dầu. Nhưng những lúc như vậy Chúa làm gì? Bởi sự sức dầu của Chúa, Chúa sẽ nâng đỡ trên bàn tay của Ngài. Và cánh tay của Chúa làm cho cái người của sự sức dầu trở nên mạnh mẽ. Anh chị em biết khi tôi nhận được sự sức dầu thì nơi Chúa đã ma quỷ và kẻ thù nghịch tìm một cách để quỷ dâm bản thân, làm cho tôi có lúc muốn nản lòng, muốn bỏ cuộc, thậm chí nó còn gieo nhiều thứ để làm cho mình sợ hãi. Nhưng Chúa nói sau, bàn tay của Chúa nâng đỡ người, cánh tay của Chúa làm cho người mạnh mẽ. Anh chị em nhận được sự sức dầu của Chúa thì Chúa sẽ làm cho anh em mạnh mẽ, cánh tay của Chúa sẽ làm cho anh em được mạnh mẽ hơn, anh em không sợ rung động, không sợ hãi. Thậm chí có những người họ hùng nhỏ đó, chúng ta có thể đó là những cái người mà là những người gọi là có tiền dâng hiến ở trong hội thánh. Khi họ làm có tiền, họ dâng hiến nhiều trong hội thánh, tới lúc họ trở thành một người kiêu ngạo và chống nghịch. Họ nói rằng tôi mà đi ra khỏi hội thánh đó, hội thánh này không còn cái gì để sống là mình xin. Tôi nghĩ rằng đó là trước đây chưa có họ đến với hội thánh, tôi sống nhờ gì? Muốn nhờ mỗi một đồng bạc dâng hiến của họ mà tôi tồn tại hay sao? Chưa có họ bước vào trong hội thánh, hội thánh sống nhờ cái gì? Hội thánh đang ăn cá heo, ăn cháu, nhờ có họ không được ăn cơm. Không anh chị, đừng có tự cao quá, đừng có tự hào, đừng có tự phụ quá. Nếu mà cái người kẻ giàu có mà bước vào hội thánh mà suy nghĩ như vậy, tôi nói thật anh em là cái người đó đang gặp khốn cùng. Sự chu cấp thuộc về Chúa, sự tiếp trợ thuộc về Chúa. Người giàu có bước vào trong hội thánh chỉ qua họ là cái công cụ của Chúa thôi. Họ biết cái nhu cầu của Chúa, họ biết rằng họ sắp sửa nghèo mạt gì, không còn cái gì đi ăn. Họ biết rằng sắp đến thời điểm mà ma quỷ đang cướp hết tài sản của họ. Chúa cho họ vô hội thánh để làm gì? Họ lập lại cái trật tự tinh kính, họ lập lại cái đời sống kính sợ Chúa để có cớ mà Chúa chữa cái tài sản của họ. Đừng có kiêu ngạo tự phụ, đừng có cho dân hiến một Chúa một vài đồng bạc đó tự nhiên quên quan láo phép. Bởi vì anh chị em khi dâng hiến cho Chúa đừng bao giờ có tư tưởng đâu, tôi dâng hiến cho Chúa để cho một sự sống chứ dành không cho không dâng hiến lấy gì mà không sống. Anh em đừng bao giờ nghĩ câu đó khi anh em dâng hiến ở trong hội thánh mà chúc phước cho tôi, anh em nghĩ gì? Anh em nghĩ vậy anh đừng bao giờ dâng. Mà cái sự anh nhân dâng hiến đó là gì không? Đó là sâu mọt ở trong cái đồng tiền của anh em. Chính cái chỗ đó đừng bao giờ dâng mà có tư tưởng. Khi chúng ta dâng hiến gì cho Chúa, chúng ta phải biết một điều gì? Chúa bảo tôi làm, tôi mới làm. Vì cái tôi yêu mến Chúa mà tôi chúc phước cho dân. Bởi vì anh em biết rằng cái người đi học Chúa, Chúa sẽ vững lòng khiến cho người trở nên mạnh mẽ trong chức vụ. Do đó anh em biết rằng có rất nhiều người tìm được một cách để ngăn trở chức vụ của tôi. Nhưng mà khi họ càng ngăn trở nhiều chừng nào thì Chúa làm cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn, càng đảm hơn, dạng dĩ
và sai đúng không? Thậm chí có những người hầu như chúa chung với mình, họ đi còn đi đi sâu, họ còn đi sử dụng thôi đó, họ còn đi là đặt điều du khống thôi. Người hầu như chung với mình, người nhận người cùng hầu như chúa chung với mình, thậm chí còn là thầy của mình đó. Trước đây có một số một sư trong cái dạng lãnh đạo của mình, thì họ lại du khống mình, họ lại là thiêu dịch cái câu chuyện quán đường. Mục đích làm gì đó không? Quỷ hoại cái chức vụ. Hình như họ không phải là công cụ của Chúa, họ là công cụ của em. Nhưng mà qua điều đó tôi biết một điều thế này: Chúa là người chọn tôi, Chúa là người chọn anh chị em, Chúa làm chúng ta được vững mạnh, Chúa lập chúng ta lên chứ không phải là họ lập chúng ta. Chúa làm chúng ta vững mạnh chứ không phải là nhờ họ mà chúng ta có mặt. Anh em có biết một điều gì đó nha, anh em đừng có quan mang sợ hãi khi ai đó nói xấu mình không, đừng có ai đó nói khi miệng mình để sử dụng mình đừng cái gì đó mình án không. Rồi điều kế tiếp, sự sức giàu là một sức mạnh cho chức vụ. Sự sức giàu là nguồn sức mạnh cho chức vụ của chúng ta. Ở đây là câu 21 á, nhiều người học Chúa bị yếu kém trong công tác giảng dạy, hoặc là họ yếu kém trong vấn đề cái lãnh đạo hay là điều hành trong hội thánh. Sức mạnh chuyển tải sứ nghiệp hay lực quyền năng biến đổi con người không phải là do dựa vào cái tài ăn nói của họ, không phải dựa vào cái kiến thức của họ hay là cái kinh nghiệm đời của họ để họ vô và thánh để họ chia sẻ. Cái đó là cái đồ gồ dài trước mặt Chúa thôi, nó không ý nghĩa gì chứ nha. Nhưng mà anh chị em biết, khi anh chị em bước vào trong đó, cả chúng ta chỉ là con người tầm thường. Tôi phải nói chúng ta là người tầm thường mà thôi. Thậm chí nói những câu chuyện nói không ra hơi, rồi thậm chí nói còn lẹo lưỡi, rồi nói chuyện nhiều khi là đớt đát. Tôi nói cho anh em ngày hôm nay tôi chia sẻ anh em một cách rõ ràng, và thậm chí nói cái câu là rõ ràng không là tôi phải đánh lưỡi nhiều lần lắm mới nói được ra được câu đó. Hồi xưa tôi nói là rõ ràng mà đâu có nói rõ ràng. Lý do tại sao vậy? Đi giảng dạy nhiều quá rồi, nó phải học rồi để thay đổi. Nhưng hỏi anh chị em, tôi cũng yếu kém, anh em cũng yếu kém, nhưng chúng ta trung tín mỗi ngày Chúa sức giàu để tiện toàn để chúng ta tốt hơn. Nguồn sức giàu của Chúa là sức mạnh để chúng ta đứng vững ở trong sự thiêu đó. Chúng ta không mặc cảm tự ti và cái khiếm khuyết của mình. Khi anh em giảng dạy chia sẻ hay khích lệ người khác, anh em bước đi học Chúa, chúng ta nhận cái sức mạnh của Chúa để cho chúng ta đúng. Do đó thì anh em đừng bao giờ mặc cảm tự ti mình đó là tôi không có này không có kia nha. Đừng có mặc cảm tự ti cái điều đó. Khi chúng ta đứng lên là Chúa đổ chỗ này thôi. Khi mình hạ miệng mình ra thì Chúa đổ chỗ này thôi. Khi anh em không có gì, anh em nói tôi đâu có quyền năng, anh em có chịu giơ tay đặt tay ta không? Anh em chỉ cần giơ tay chịu giơ tay ta đặt tay người ta thôi là ta được chữa lành đó. Cái điều chúng ta là phải giơ tay ra đặt, đức tin chúng ta phải giơ tay ra đặt. Chú đâu có cầm tay kéo ra mình đặt ra mình đặt ra, chú đâu kéo gì đâu. Tay mà mình đặt ra còn chữa lành được của chú. Khi Chúa sức giàu để làm gì? Để lội bỏ những cái khiếm khuyết ở trong chúng ta. David á, chúng ta thấy ông có những cái điểm mạnh không? Có. Nhưng ông có điểm yếu không? Có. Ông cũng yếu giống chúng ta. Nhưng sự sức giàu của Chúa đã gia tăng để làm cho anh, để cho ông được trọn vẹn. Sự sức giàu cũng nằm lại những chỗ khiếm khuyết của ông. Có một thể tôi và anh chị em có khiếm khuyết là sự sức giàu sẽ bù đắp chúng ta trong chúng ta. Kế tiếp, sự sức giàu bảo vệ khỏi lừa dối. Chúa sức giàu cho anh em để anh em không bị lừa dối. Lừa dối chính là cái bệnh dịch đang tấn công người hầu của Chúa ngày hôm nay một cách dữ dội nhất anh chị em. Lừa dối phát triển thành bệnh mù quáng thuộc linh và thói giả hình ở trong chức vụ. Người hầu của Chúa từng trải vẫn có những cái điểm mù khổng lồ ở trong đời sống của họ. Họ có thể nhìn thấy và loại bỏ những con ruồi nhỏ, nhưng không thấy những cái con vật to lớn như con lạc đà đang xuất hiện ở trên đời sống của họ. Tôi thật anh em biết, chính cái chỗ đó Chúa bảo chúng ta là gì? Đừng có lấy cái
Đừng có vội vàng lấy cái miếng gác trong mắt người ta mà không chỉ lấy cái gà trong mắt mình. Người hầu vị Chúa là người dễ thấy miếng gác trong mắt người ta, nhưng mà có những con là có những cái con như cái đà đang không mắt. Chúng ta có thể nhìn thấy những con đùi đang bay, năm nay con đùi nó bay trước mặt nam kia, nhưng mà có một lạc đà đang trước mắt đâu rồi không thấy. Có gì chứ? Có nghĩa là gì? Mình có những điểm mù quá lớn, mình sai quá lớn mà mình không thấy, nhưng mà thấy cái sai nhỏ rồi đó. Nhưng là bởi ân điển của Chúa anh chị em, sự sức giàu để chi? Để chúng ta nhận ra được những sự lừa dối của chính mình, sự lừa dối của mình đang có. Anh em mà là người đi học về Chúa này, có sự sức giàu của Chúa này. Anh em sai cái gì là tối cho anh em ngủ chú bài tỏ anh em liền đó. Anh để đi. Còn nếu không là tự nhiên của đó mình giảng, mình đem đi nhớ thầu Chúa thực sự ông mục sư. Ông đó ông giảng ngay cái bài giảng đúng cái tim đen của mình. Đúng thiệt là ông mục sư hay thiệt. Xin lỗi phải ông mục sư hay không? Không. Chúa tự nhiên bày tỏ trong cái bài giảng đó mà ông đó là nói cho hội thánh mà tự nhiên sao mình đụng ngay dưới. Cứ thương mình anh chị em. Hoặc là bước vô hội thánh tự nhiên trong cái đứa bé tự nhiên nó vô tình nói chuyện chút xíu nó nói câu đó tự nhiên đụng vào ngay cái tim đen của mình. Đó, Chúa dùng anh chị em cho thương cho. Sự sức giàu để làm gì? Để bảo vệ chúng ta ra khỏi những sự lừa dối. Anh chị em hãy khiêm nhường để lắng nghe. Người ta bán bảo hiểm thì còn nói câu là luôn luôn lắng nghe rồi lâu lâu mới hiểu, phải không? Luôn luôn lắng nghe thì luôn luôn thấu hiểu, nhưng mà luôn luôn lắng nghe rồi lâu thật lâu mới hiểu. Không phải vậy. Chúa có dạy chúng ta trong Gia Cơ 1:22 nói sao? Hãy mau nghe, chậm nói và chậm giận. Có nhiều người hôm nay là mau nghe mà cũng mau nói và mau giận luôn, được không? Không nghe, mau nghe, chậm nói, chậm giận, chứ không phải cái gì mà mau nghe rồi mau nói rồi mau giận nữa, không được. Sự sức giàu cái tính kéo chúng ta ra khỏi sự hành hạ của mạo hiểm. Thì Thiền 8:9 gọi là con còn kẻ cũng sẽ không làm khổ sở người, kẻ không làm khổ sở người. Sự sức giàu kéo chúng ta ra khỏi sự hành hạ của mạo hiểm. Nhiều khi ma quỷ nó sai những con người đến để nó làm cho chúng ta đau khổ. Nó sai những con người đó bước vào thách cho là nhân sự chứ. Và cái nhân cái người đó làm cho chúng ta bị đau khổ đó. Anh chị em nhân sự mà không phải là nhân sự của Chúa mà nhân sự của quỷ anh em. Nước bước vào trong hội thánh nó quậy con chân làm cho chúng ta đau khổ. Nhưng Chúa làm gì? Chúa sẽ kéo chúng ta ra khỏi, hoặc là Chúa sẽ kéo vào đó đi ra khỏi hội thánh. Nhưng chúng ta đừng có buồn mấy người đó đi. Tại họ đi họ đến là chúng ta họ không giúp đỡ được chúng ta gì mà làm chúng ta hại thêm họ thắng hại thêm thôi. Hoặc là gì? Ma quỷ nó hành hạ bằng cách nó làm chúng ta có những cái bệnh tật, làm chúng ta có những cái sự bối rối. Có thời gian tôi cũng bị bối rối cái điều này. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa cho là sự sức giàu sẽ kéo chúng ta ra khỏi những sự hành hạ. Chúa sẽ làm chúng ta được tự do. Ông David, ông cũng tin rằng bệnh tật hay đau khổ không đụng được ông vì ông có sự sức giàu. Sự sức giàu sẽ giúp chúng ta luôn ở trong sự khỏe mạnh, trong sự khỏe mạnh của Chúa. Kế tiếp, nhờ sự sức giàu khiến kẻ thù đang chống chúng ta bị tiêu diệt. Sự sức giàu khiến kẻ thù đang chống chúng ta bị tiêu diệt. Trong lời Chúa nói sẽ có những cái môi lưỡi dấy lên ngực chúng ta, nhưng mà Chúa làm cho môi lưỡi như thế nào? Bị im, bị cặp lại. Có những cái kim cung, có những cái mũi tên được gì? Được mài dũa để tiêu diệt chúng ta. Nhưng Chúa làm gì? Bẻ gương nó, bẻ cung nó. Sự sức giàu Chúa khiến cho người nào nghịch lại với chúng ta là họ sẽ bị tiêu diệt. Trong đời sống của tôi, hầu Chúa thấy rất rõ có những người anh chị em họ sử dụng mình và họ làm câu chuyện rủa xả hoặc là khinh miệt làm đủ trò hết. Nhưng mà tôi nhìn lại những người đó bây giờ họ mất cái gì?
người thì chết, người thì bệnh, người thì bỏ Chúa, cuộc đời họ không ra gì hết. Còn mình giống như gì? Mình giống như cái cây kè, cây hương lan nam được bọc trong nhà của Chúa, cứ khỏe mạnh phơi phới. Sự sức giàu là nguyên cớ giúp chúng ta kinh nghiệm lòng nhân từ của Chúa. Sự sức giàu là nguyên cớ giúp chúng ta kinh nghiệm lòng nhân từ của Chúa. Ông David cũng nhận rõ rằng Chúa rất tốt lành với ông. Ông cảm nhận đặc ân thiên thượng và lòng thương xót không dời đổi của Chúa. Ông tin mình được kinh nghiệm lòng nhân từ của Chúa nhờ sự sức giàu của Ngài. Sự nhân từ, thành tính và sự nhân từ ta sẽ ở cùng. Cảm ơn Chúa, Chúa cho anh chị em sẽ kinh nghiệm được cái sự sức giàu này, giúp chúng ta kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Kế tiếp, sự sức giàu vững lòng bạn ở cái cương vị thẩm quyền. Khi anh chị em chưa có sự sức giàu, cái quy quyền của anh em, cái thẩm quyền của anh em trong bài thắng không có, hoặc ở trong gia đình chúng ta không có. Mà khi anh em có sự sức giàu rồi, anh em mạnh mẽ rồi, nhờ sự sức giàu của Chúa, Chúa đặt anh em ở trong những cái địa vị hoặc là trong cái thẩm quyền nào, tự nhiên người khác tôn trọng anh em không? Hoặc là ông sư ông sẽ nhìn thấy chúng ta và ông đặt chúng ta đúng vị trí thôi. Anh em đừng có cố gắng. Nên mục sư ơi, em học với Chúa với mục sư cũng mấy năm rồi, sao mục sư không cho em cái chức vụ gì em làm chứ? Anh em không cần phải nói câu đó. Tôi biết anh em được sự sức giàu không, mà được Chúa đặt để chỗ nào không. Nhân đó chúng ta cứ trung tín công việc Chúa giao cho mình, và chúng ta đừng đi ganh tị với người khác nữa. Khi thấy người khác được cái sự sức giàu, được mục sư đặt ở trong vị trí đó, tự nhiên cái mình đứng ngồi không yên, cái đầu đó là sinh ra cái sự chằn chằn và ganh tị. Mục sư giờ quan tâm đến cái anh A anh B, còn mình không chả quan tâm, chả đặt cho mình cái vị trí nào chứ. Mình hỏi Chúa lâu lắm rồi mà mình vẫn là tín đồ què trong hội thánh này thôi. Anh chị em, anh em có suy nghĩ gì không? Có sự ganh tị không? Anh em đã kiểm tra coi mình có giàu gì không? Chả có chút xíu giàu gì chứ. Mình hỏi trong vị trí đó là người ta sao? Đúng không? Nên đó thì anh em cầu nguyện Chúa. Khi tôi biết anh em ở trong cái mức độ nào, anh em khi Chúa cho anh em có sự sức giàu, tôi sẽ nhận ra anh em đừng có lo sợ. Tại vì tôi cũng đang ở trong sự sức giàu và đang trong sự dẫn dắt của Chúa mà. Chúa dẫn dắt bài tỏ thôi sao tôi sẽ làm đó, anh chị em đó. Và khi tôi cầu nguyện cho anh em, tôi hướng dẫn cho anh em làm, anh em đừng có nói em chưa sẵn sàng. Không kêu làm mà nói là một sư không đặt để ý. Kêu làm ấy em chưa sẵn sàng là sao? Thối thác. Anh em biết anh em thối thác là anh em vô trách nhiệm, phải không? Thối thác là vô trách nhiệm chứ nữa. Đáng lẽ cái công việc đó, vị trí đó là chú dùng mình để làm thích lệ hội thánh, để làm cho nhiều người được phước. Nhưng còn mình là sao? Em chỉ muốn lo gia đình em. Gia đình em nói sao? Sao nói cho người khác? Tôi hỏi anh em lo nói ngay gia đình anh em không? Anh em không bao giờ lo nói anh em gia đình anh em không? Khi anh em lo vì Chúa, tự nhiên Chúa lo gia đình anh em. Tôi nói thật anh em rồi, để khi nào mà tôi lôi nổi gia đình của tôi mà tôi đi học vì Chúa hả, tôi thật anh em ơi, suốt đời tôi chết rồi gia đình tôi cũng chồng chèm ghè em gì hết. Tôi không để gia đình tôi là cái vật ngăn trở tôi. Tôi không để họ là cái kỳ đà cản bẫy cho một cảm hữu cho chức vụ của tôi. Tôi đi học vì Chúa, còn họ sẽ được thay đổi bởi quyền năng của Chúa. Tôi vâng lời Chúa, Chúa khiến họ phải học để vâng lời em. Chứ đâu phải ngồi đó chờ chừng nào gia đình tôi nó tốt rồi tôi mới đi học với Chúa. Tôi thật anh em, chừng nào đó đâu, nó không bao giờ tốt khi chúng ta còn ngồi ở đó. Nó chỉ tốt khi nào chúng ta phân lời Chúa mà thôi. Anh em đừng có cố gắng mà làm chạy sức của mình mà làm nha. Thật anh em không có vụ đó đâu. Có một số người thì họ cũng lấy câu kinh thánh trong tiên thê nói rằng là cái chấp sự là phải gì, làm gương tốt gia đình của mình. Chừng nào gia đình mình thì làm gương là phải làm đâu. Nhưng mà giờ trước giờ gia đình chúng ta tèm nhèm như vậy, thì bây giờ chúng ta phải bước ra đi học của Chúa để làm gương cho họ bằng cách sống của chúng ta. Rồi chúng ta không nói họ chèm nhèm cho mình ở lì đó, mình chèm nhèm theo họ. Họ làm heo rồi mình cũng làm heo để lăn lóc cũng cùng với họ sao? Họ càng làm heo lăn lóc bẩn bùng, anh em phải tách bày ra để anh em làm con cừu chứ.
Thì họ thấy anh em là con cù hôn mê quá, họ mới chuyển đổi thành con cù giống anh em chứ. Dạ em là chỉ tại vì gia đình chồng họ em làm mấy nghèo ưu quế, em chỉ làm vậy thôi. Còn thằng này không bao giờ có điều đó đâu. Chúa sẽ bức anh em ra, Chúa sẽ đem anh em ra để sức giàu cho anh em, để anh em làm gì, để đặt anh em vào cái cương vị, anh em có thống quyền để anh em gia đình, để cầu nguyện, để giải cứu gia đình anh chứ. Chứ không thể nào mà anh em làm cùng cái sự ô uế với họ thì anh em làm sao giải cứu họ được? Cùng con heo với họ là đứa nào giải cứu chứ đứa nào? Thấy không? Chú phải tách anh em ra rồi giữ anh em thành một con người mới, rồi lau chùi anh em được sức giàu và thấm quyền cho anh em. Kế tiếp, sự sức giàu giúp bạn mở mang phát triển hậu thánh. Thi Thiên 89 câu 25. Ta cũng sẽ đặt tay ta, tay người trên biển và tay phải người trên các dòng sông. Ồ, cảm ơn Chúa. Ở trên Chúa đặt cái tay chúng ta, ta đặt tay ta đặt tay như trên biển. Chúa dùng chúng ta và Chúa đặt tay chúng ta trên những cái ngọn biển hay là trên những cái biển. Và Chúa dùng chúng ta đặt trên những cái dòng sông. Biển và dòng sông cũng nói đến cái gì? Cái nguồn của sự sống và sự sức giàu là cái nơi mà chúng ta phục vụ. Đó là những cái con người, đó là những cái quốc gia, đó là những cái vùng đất mà Chúa dùng anh chị em đến để phát triển mở mang vương quốc của Chúa. Sự sức giàu sẽ giúp chúng ta làm đó. Sự sức giàu giúp chúng ta làm gì? Phát triển quá tương giao mạnh mẽ với Chúa. Người có sự sức giàu, cái người đó sẽ có một cái sự đối kháng Chúa rất là mạnh mẽ. Người không có sự sức giàu không bao giờ biết cầu nguyện là gì, không bao giờ biết đối kháng Chúa là gì. Người sự sức giàu giúp chúng ta phát triển cái mối tương giao. Chúng ta càng gần với Chúa, chúng ta càng thấy ngọt. Còn người không có sự sức giàu nó thật anh em, không bao giờ muốn đợi của Chúa được, chỉ thích gần thế gian thôi. Sự sức giàu ban cho bạn có giá trị vĩnh cửu, chỉ có sự sức giàu mới cho chúng ta có sự giá trị vĩnh cửu thôi. Còn những gì ở đời này là không chúng ta có giá trị cho anh chị em. Sự sức giàu giúp chúng ta bước vào giao ước với Chúa. Khi anh em có sự sức giàu của Chúa là anh em đang ở trong cái giao ước của Chúa, anh em ở với Chúa là một, thì giao ước là Chúa không bao giờ tại đàm phán. Sự giao ước đó là sự giao ước rất là mạnh mẽ trong chúng ta. Chúa cho tôi và anh chị em sẽ kinh nghiệm về sự giao ước này. Thi Thiên 89 câu 28: và ta làm cho giao ước giữa ta với ngươi được vững bền. Kế tiếp, sự sức giàu chắc, giàu chắc chắn ảnh hưởng trên hậu tự của chúng ta, chắc chắn ảnh hưởng trên hậu tự của chúng ta. 89 câu 29: ta cũng sẽ làm cho dòng dõi người còn đến đời đời. Anh chị em ơi, sự giúp giàu nó sẽ liên hệ từ chúng ta rồi sinh thế hệ chúng ta, con cháu chắc chắn chúng ta, chứ không phải chỉ chúng ta là xong đâu. Chúa cho chúng ta có sự giúp giàu để nó có cái sự liên kết và cái sự liên hệ đến hậu tự con cháu của chúng ta. Sự giúp giàu giúp chúng ta duy trì chức vụ lâu dài. Nếu chúng ta không có sự sức giàu, anh chị em sẽ bỏ cuộc đời chạy. Chúng ta sẽ không có thể hoàn thành chức vụ lâu dài. Chúa cho chúng ta có sự sức giàu để chúng ta phát triển cái chức vụ chúng ta dài hơn, xa hơn. Thi Thiên 89 câu 36 đến câu số 37: ngôi ấy sẽ được vững bền mãi mãi như mặt trăng, là bằng chứng vững chắc giữa mây trời. Anh em có muốn là cái sự sức giàu đó nó sẽ duy trì trên dòng họ con cháu chúng ta giống như một mặt trăng không? Mặt trăng có khi nào nó bị rụng không anh chị em? Cây cóc chúng tôi trồng ở trước cửa nhà, cái trái nó già, còn ăn nó sẽ bị rụng. Anh em có bao giờ thấy mặt trăng nó rụng không? Có ai là dự báo thời tiết kính thưa quý vị, còn 2 năm nữa mặt trăng nó rụng? Có không? Không, không có mặt trăng nào mà rụng chứ. Cái người nào mà có sự sức giàu của Chúa không bao giờ bị rụng, con cái họ không bị rụng. Có nghĩa là duy trì xuyên thế hệ từ đời này qua đời kia. Và những người đó anh chị em biết, sau này con cháu họ sẽ nhận sức giàu gấp đôi. Cha họ mập nhưng mà con cháu họ nhận gấp đôi gấp ba anh chị em. Cái tiếp sự sức giàu giúp chúng ta cái gì nữa?
sự sức dầu chúng ta duy trì chức vụ lâu dài. Cảm ơn Ngài. Tôi và chị em sẽ phát triển cái chức vụ chúng ta lâu dài, không bao giờ kết thúc, không bao giờ kết thúc. Cảm ơn Chúa. Đây là 15 cái ảnh hưởng của cái sự sức dầu, 15 cái sự ảnh hưởng của sức dầu ở trên một cái người bước đi hầu vị Chúa. Như vậy, lãnh đạo tập trung, đó là cái bí quyết. Mà chúng ta tập trung cái gì? Tập trung đó là phát triển hội thánh, tập trung mở hội thánh mới, tập trung gì? Tìm kiếm sự sức dầu. Như vậy những ngày qua anh tập trung cái gì? Ta tập trung tìm kiếm sự sức dầu không? Khi một người có tập trung vào sự sức dầu, người thấy một đệ tớ của Chúa có sự sức dầu, một hội thánh có sự sức dầu, hay là một người có sự sức dầu, người ta khao khát được nhận sự sức dầu. Chứ có một số người ngày hôm nay là gì không? Lại tìm kiếm một cái hội thánh không có dầu mỡ gì hết. Tìm kiếm một cái chức vụ mà chúng chả có một cái chút sức dầu. Họ nói sao không? Dạ, tôi rất muốn theo một sư gì, sư có ơn có sự sức dầu, nhưng mà tôi lỡ kẹt ở bên đây rồi. Cái bên đó là cái bên đó tiêu diệt cái sự sức dầu, làm tiêu hao năng lượng anh chị em, hủy hoại cái chức vụ của anh em, mà cho nên ở mắc kẹt đó. Đúng vậy, chỉ có mắc kẹt mà bị đó thôi. Cái sự sức dầu anh thấy ảnh hưởng ngay môi trường anh chị em. Môi trường là quan trọng. Chúng ta sinh hoạt ở trong một cái môi trường mà được đầy ơn, đầy sự sức dầu, anh em cũng bị sự cũng được sự sức dầu theo luôn. Anh em sinh hoạt ở trong một cái chỗ, một cái môi trường đó là nó nhẹ ngồi vô tính, và thậm chí là đầy giấy xác thịt hơn thua. Chúng ta đừng nghĩ là tôi anh hùng, tôi ở đây đi không, tôi thay đổi thế giới này, thay đổi hội thánh này, có thay đổi được không? Hay là chúng ta ở đó bị họ thay đổi theo luôn? Có nhiều người ở trong cái hội thánh mà bị nghẹt ngồi gì, cái đầu bị nghẹt ngồi luôn, hết thay đổi được luôn. Mình đừng có nghĩ là mình anh hùng nha, tính là anh hùng à, anh hùng cứu thế giới nha. Giống như hôm trước dạy cứu Minh Thuận ở Bình Phú, ở đây thời gian tối nó ngủ lại từ sáng thì sao, nói xuống với tôi nói anh chồng gọi hồi tối mà chị bảo chú bà nói cho em có giấc mơ thế này, đó là chú kêu em á là phải xây dựng cái nhà máy nước để khiến em biến đổi cái nước này đó, để em nuôi cả thế giới. Tôi không thể nào tưởng tượng nó có giấc mơ khủng khiếp vậy. Tôi nói thế này được cho em, nhưng mà để giải cứu nhau trước đi. Tại vì nó có nhiều quỷ trong người thôi, nó chưa có sẵn tư tưởng tao quá nè. Nghĩa là gì? Ma quỷ nó cho những cái giấc mơ như vậy để lừa ta thôi, nhưng nó đâu có sự sức dầu gì đâu, nó tưởng nó có sự sức dầu mà đâu có sự sức dầu đâu. Là chính cái chỗ đó chúng ta đang gặp bây giờ, phải làm sao bây giờ nó tiêu được học thế rồi nó vậy nên nó vậy, vì sao vậy? Cái giấc mơ lớn quá rồi, tôi cũng bây giờ gì đi mua nước uống, mua mấy cái bình nước dữ. Đây là những câu chuyện nó có thật anh chị em, và Chúa cho tôi và anh chị em hãy nhận biết để chúng ta khao khát hay tập trung vào sự sức dầu của Chúa. Đừng có tập trung vào cái điều gì hết, càng khao khát Chúa chừng nào chúng ta càng được cái sự thay đổi của Chúa như thế này và những cái bước mà chúng ta đã học rồi. Và tôi muốn nói cho anh em, cái chức vụ người tranh chức vụ cái người lãnh đạo là cần một sự sức dầu. Mà để giữ sự chức dầu này, anh em phải kiểm tra đời sống mình mỗi ngày. Chúng ta giống như cái bình, kiểm tra cái bình nó có bị lủng không? Cái bình mình bình dầu nó có con ruồi nó té như vậy. Trong truyền đạo có một cái chỗ đó là cái con ruồi làm hư cái bình dầu. Con ruồi đó là cái gì? Đó là kẻ gian ác, kẻ bẩn thỉu đã rớt vào cái bình dầu rồi. Vậy trong đời sống của tôi, anh chị em hầu vị Chúa có để cái sự bất trung không? Có sống lờn mặt không? Có sống hai mặt không? Có sống dối trá không? Có sống kiêu ngạo không? Có sống vô lực không? Những cái đó nó làm cho tình dầu bị ô uế. Hãy cầu nguyện Chúa đi lấy con ruồi ra, cầu nguyện Chúa để tẩy sạch lại cái tấm lòng của chúng ta, thì sự giúp dầu nó gia tăng được, nó mạnh mẽ được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái tập trung cuối tục cùng, đó là tập trung trở thành cái người chắc dẫu. Chăn mà chăn dẫu nha anh chị em, chứ không phải là chăn mà bình thường đâu. Chăn dẫu là sao? Anh chị em có muốn mình trở thành cái người chăn dẫu của Chúa không? Anh em muốn mình trở thành người chăn dẫu của Chúa hoặc là con chiên tốt của Chúa? Anh chị em hãy mở ra ở trong Thi Thiên đoạn 23. Thi Thiên 23
Xin mời một người đứng lên đọc chị Hiền ngày mùng 3. Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu phần đoạn thi kinh thánh này. Chúng ta đừng có thấy mình đọc quen thuộc rồi mình cảm thấy mình nhàm chán, mình đọc thích nó nhanh xem. Nó quan trọng lắm, nó hay dữ lắm đó. Nếu một người nào đứng lên đọc mà không cần nhìn kinh thánh thì nó quá tuyệt vời rồi. Xin Chúa cho anh chị em chúng ta sẽ trưởng thành ở trong Chúa để chúng ta có thể làm nhiều việc cho Chúa không? Anh chị em sẽ trở thành những người chăn nhổ cho Đức Chúa Trời. Anh em trở thành những người mà hội Chúa gọi là chăn giỏi, anh em chăn chiên và chiên giỏi nha, gọi là chăn chiên và chiên chăn chiên nghiệp đó. Anh em là người chăn chiên nghiệp rồi anh em sẽ thấy khác chừng. Bây giờ chúng ta nói về chăn chiên thì chúng ta phải tìm hiểu về con chiên trước, hiểu không? Anh em phải biết là anh em đang chăn chiên chứ không phải là chăn heo. Chăn chiên chứ không phải là chăn gì. Chăn chiên chứ không phải là chăn chó hay là chăn con này con kia. Không phải là chăn vịt, không phải là chăn gà. Nhớ nghe, là chăn chiên. Chiên ở đây nó không phải là con chiên thật như chúng ta nhìn nghĩ đâu, mà đây đó là những con người mà Chúa đã chọn. Chiên nó chỉ là mang hình bóng thôi, nhưng mà cái người mà anh em trở thành cái người giúp đỡ chăm sóc sau này đó là con người, nhưng mà có cái tâm tính được Chúa biến đổi giống như con chiên. Như vậy chúng ta sẽ gọi là gì? Người chiên, phải không? Không nên gọi con chiên mà là anh chị em là người chiên của Chúa. Người chiên không phải là bắt chảo đem lên chiên, mà là người Chúa chọn có một tấm lòng đơn sơ như con chiên, được không anh chị em? Chúng ta đừng nói rằng tôi là con chiên của Chúa, mà nếu mà đặt mình là con chiên của Chúa là mình là con vật á, không? Mình là người chiên. Người chiên không phải là có trong chảo nó dầu chiên. Ở trong lời Chúa, chúng ta sẽ nói trong Thi Thiên 8:9-15 câu 6 câu 7. Chúng ta sẽ ghi nhiều nha. Ở trên bảng tôi chỉ nói về cái tiêu đề thôi. Hãy cúi đến, hãy đến cúi xuống và thờ lại Đức Giê-hô-va. Hãy quỳ gối xuống trước đấng tối tạo hóa của chúng ta, vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta là dân của đồng cỏ Ngài, là bầy chiên do tay Ngài. Ở anh chị em, tác giả Thi Thiên đã cho chúng ta thấy chúng ta là gì? Chúng ta là dân của đồng cỏ Ngài, là bầy chiên do tay Ngài dựng nên. Chúa bảo chúng ta là hãy đến và cúi xuống thờ lại Đức Giê-hô-va, hãy quỳ gối xuống trước đấng tạo hóa của chúng ta. Chúng ta sẽ nói con chiên nó cần cái gì? Nó cần có chỗ để nó an nghỉ. Bởi vì Thi Thiên 23 nói gì? Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi. Cái chữ an nghỉ nơi đồng cỏ, con chiên có an nghỉ nơi bụi nhạ không? Con chiên an nghỉ nơi đâu nữa? Mé nước bình tĩnh. Con chiên có an nghỉ nơi bãi sình lầy hay là ao nước ô uế hôi hám không? Không. Chỗ có gà nó không cảm giác được an nghỉ. Chỗ có nước hôi tanh nó không được an nghỉ đâu. Nó sẽ hoảng loạn, nó sẽ chạy trốn. Nhưng nó sẽ được tìm an nghỉ ở đâu? Nơi đồng cỏ và mé nước bình tĩnh. Kinh Thánh cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là cái người chăn. Tôi và quý bà chị em là người chiên. Chúng ta phải hiểu lối sống và hành vi của con chiên.
Đó là điều kiện quan trọng để chúng ta có thể tranh chiên có kết quả. Chúng ta phải xem mình là chiên đang ở trong mối tương giao với Chúa và với mục sư của chúng ta. Là mục sư, chúng ta phải nhìn tín hữu như là chiên để hiểu họ hơn. Trong Thi Thiên đoạn 23, từ một góc nhìn của một người chăn chiên giàu kinh nghiệm như David, ông đã mô tả cuộc sống con chiên. Cuộc sống của chiên được mô tả sống động, được liên hệ với dân Israel, và dân Israel được mô tả như là chiên. Ông là vua, ông giống như là người chăn. Và Thi Thiên 23 từ câu 1 câu 6 đã mô tả điều này cho chúng ta biết. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước tình tình. Chiên chỉ được an nghỉ trong một số hoàn cảnh mà thôi. Hoàn cảnh đó là gì? Đó là nó được ở bên người chăn. Khi cái bầy chiên mà nó không có người chăn, nó nhìn nó không thấy người chăn, nó cảm thấy hụt hẫng và nó sẽ nhốn nháo lên. Mà anh em có một con chiên mà nó nhốn nháo một cái là cả bầy nó nhốn nháo luôn. Thí dụ như là trong hội thánh của chúng ta, đúng không? Tình cờ trong mục sư của mình này, ông không có nhà mà có nan đề nó xảy ra, bắt đầu anh em thấy nhốn nháo không? Bắt đầu nhốn nháo, một nhân sự nhốn nháo, bắt đầu cả cái hết hội thánh nhốn nháo chân. Tại sao vậy? Chiên là nó vậy đấy. Như vậy con chiên nó tìm được an tịnh nơi thứ nhất ở đâu? Có người chăn. Như vậy anh chị em phải là cái người chăn, người chăn thật. Anh em có hai ba loại chăn: chăn thê và chăn thật. Chăn thê là sao? Đến như vậy chiên để tìm cách để cướp chiên, để chi vậy? Làm thịt chiên, để chi vậy? Để cạo lông chiên, để chi vậy? Để là tôi đang ăn cái món, anh chị biết món gì không? Đó là cái món bốn món lắm. Đó là món gì? Cái con sườn chiên, cái sườn chiên ở bên Úc, bên Đức á, có một cái chị em dắt tôi đến một cái chỗ bán thịt thù, mà họ cho ăn một cái món gọi là sườn cừu chiên. Nó cực kỳ ngon anh chị em. Và tôi không cho anh em chị ăn đâu, họ tôi không cho anh em ăn đâu, bởi vì Việt Nam không có đâu anh. Nhưng mà ở đây nó con chiên thật nghe, chứ không phải là người chiên nha. Người chiên mà làm cái kiểu đó không được đâu. Chiên được an nghỉ là nó không có ở trong sự sợ hãi. Không, chiên được an nghỉ là không có sợ hãi, vì có người chăn kế bên nó không có sợ hãi. Con chiên nó được an nghỉ là khi nó đối diện những cái điều là không có bị nhốn nháo bởi những con chiên khác. Những con chiên khác nó nhốn nháo nhưng nó không có bị nhốn nháo. Tất cả bầy chiên đều được gì? Nằm yên tĩnh, nó không có nào nhốn nháo vậy. Là nó sẽ yên tĩnh, nó không còn căng thẳng bởi những con chiên khác. Con chiên mà nhốn nháo là sao không? Ông mục sư này, ông có là một người chăn chiên trước đây. Ông kể câu chuyện thế này. Ông nói trong cái bầy chiên mà ông chăn là khoảng chừng mấy trăm con. Ở trong bầy có một con chiên nó lớn tuổi, nó già, nhưng mà con chiên đó con chiên cái, cái lông nó đẹp lắm. Mà tại vì nó là già, nó lâu năm mà nó đẻ nhiều con chiên khác. Con chiên đó là một trong những con chiên nó nhốn nháo nhất. Nó hay đứng lên cao mà nó dùng cái con chiên khác. Mà nó là một con chiên vậy, chiên biết không? Nó nói thế này: mỗi lần mà nhắc cái bầy đi á, thì nó thích tẻ bầy đi ra. Mình á, là cho bầy chiên đi vô đồng cỏ thì nó cứ lũ vô cái bầy, lũ vô cái đồng, mà cái đồng toàn là cỏ khô với bắp giả. Có nghĩa là nó không có chịu thích đi với người chăn. Nó thích tẻ đi ra ở ngoài có chỗ nào có cỏ khô. Bởi vì nhiều khi anh chị em ở trong hội thánh, ông mục sư giảng lời Chúa hay quá, chán đi tìm ông mục sư nào không có lời Chúa, nó khô né vậy đó. Ăn cỏ lại không thích mà thích ăn gà, ăn gốc gà, ăn gơm và ăn cỏ khô lại phải. Giống như là gì? Có một số người ăn thịt cá ngán rồi, ăn khô quẹt phải.
Chúa cho bà chị em sinh hoạt trong hội thánh, mà mục sư anh chị em có lời Chúa có quyền năng chia sẻ anh em, anh em không thấy hạnh phúc lại thích đi lũ ra chỗ mà nó khô đét không còn gì được phái luôn đó, chỗ đó đi chi biết không, để làm mục sư, để làm một người cha, cái thân làm con chim không xong mà muốn làm người cha. Tôi thật anh em, những người đó đi qua bển làm gì không? Làm cho sói để canh chiên rồi để sửa con chiên, để sơi con chiên khác, như làm người chăn cái gì đó. Anh chị em phải cẩn thận, con chiên nó bị nhốn nháo thì cứ đứng sợ hãi, nó bị nhốn nháo thì cứ gì, nó bị căng thẳng rồi để như con chiên khác. Và con chiên nó không được ăn nghĩ là gì, nó bị vùi nhặn gian kia nó làm cho nó khó chịu, vì con chiên nó tóc nó dài, nên tới cái thời điểm là lông nó dài đó. Chính từ đó anh chị em biết anh em có tóc không, hỏi anh em có trí không, có gặp không, có trí không, đầu anh em có trí không, không lẽ giờ tôi đi tìm cái đầu anh em đi dạy coi có trí không. Nhưng mà anh em thấy trong đầu của mình có trí có gặp, anh em thấy có chịu không, ngứa ngáy có chịu, anh em phải sử dụng gì, dầu bồ kết phải không, xin siêu phải không, những loại dầu để làm tiêu diệt trí ở trong đầu con. Như vậy con chiên mà nó có bị gận, nó có bị dầu, nó có bị chí, bị gào, như vậy chúng nó làm gì, nó sẽ ngứa, nó nhốn nháo lên, nó sẽ cọ quẹt, nó làm đủ trò hết trơn. Thì nó khi nó nhốn nháo một con này cả bầy nó bị luôn, hỏi gì chứ cái người chăn phải tìm hiểu sao lý do tại sao con chiên nó nhốn nháo, có phải nó sợ hãi không, có phải nó bị căng thẳng không, hay là nó có bị ghe hay gùi nhặn gì không, thì người chăn phải làm gì, nếu bị ghe hay là bị gùi nhặn, người chăn phải đổ dầu cho người đó. Con ve chiên là những con mùi nhặt hay đậu gì đó, mũi đậu vào mắt, đậu vào mũi tai, những cái chỗ nào mà có cái ẩm ướt nó sẽ đậu vào, nó quấy gối, nó làm con chiên nó khó chịu lắm. Chính do đó người kinh thánh cho nó rằng Đức Chúa đấng xức dầu cho tôi, như vậy thì sự xức dầu ở đây là xức dầu gì không, có nhiều loại dầu lắm, đây là một loại xức dầu cho chiên, để chi, để cho cái con mùi nhặt, để cho con ve nó không đậu vào những cái chỗ mà miệng của con chiên. Người chăn cầm một loại dầu để đổ chứ, đó là dầu thiệt, đó là dầu ô liu anh chị em. Bởi vì cái người chăn phải tìm hiểu con chiên của mình, anh chị em sau này làm chăn chiên hay là người chăn bày hội thánh, chăn chiên người đó, anh em phải nhận ra lý do tại sao hội thánh mình nó bị nhốn nháo vậy, anh em biết liền có nhiều vấn đề. Nếu nó bị che thì anh em sẽ làm gì, anh em đừng bao giờ luộc chiên, con chiên mà nó bị che nhiều quá thôi bây giờ mình chắc nước nó, rồi mình cạo lông nó, rồi cho nó đổi da, đổi thịt, phải không? Giống như anh đã nhiều anh em mà thôi chứ anh em làm thịt cày bằng cách đó là cho nó thay áo chứ. Không, anh chị em không làm điều đó. Nhưng chúng ta phải tìm cách để chăm sóc cho chiên đó. Kế tiếp, chiên ăn nghỉ là khi nó không bị đói, không bị đói. Con chiên nó sẽ được nằm nghỉ là khi nó no không, nó đói là ồn cào, nó sẽ đi la hét, nó quậy chỗ này, nó quậy chỗ kia. Cũng một cái hội thánh của Chúa mà thiếu lẽ thật, thiếu sự dạy dỗ từ đệ tớ của Chúa, bắt đầu chúng ta sẽ lên mạng đi sạch nhiều cái bài giảng của ông này ông kia, nghe một hồi là toàn mấy ông tà giáo luôn. Có một số người hôm nay là lại nghe bài giảng của Đức Chúa Trời Mẹ, nghe bài giảng của An Sang Học, nghe bài giảng của Tiên Chấp Phương Đông, thậm chí là có một số người nghe bài giảng của ông Dương Quốc Tùng, đó là thánh mà nhóm nhà sao ai, thậm chí còn nhắn tin nó là một sư giảng hay quá, một sư giảng hơn là một sư nhà của em. Bây giờ chê một sư nhà khen một sư tài giáo, một cái giống này. Rồi còn thậm chí mà vô nhà thờ đó là săn lùng những cái bài giảng của mấy ông sư nhà thờ, ông sư nhà thờ vừa ông sư nhà thờ anh em, họ nghe rất là hay nha, họ kể toàn những câu chuyện ngoài đời nhưng mà không có đá động như cái quyển kinh thánh hết trơn á. Vậy đó, ông sư đó giảng hay quá. Hay cái gì đó không, làm thỏa mãn cái tri thức của họ, nhưng không thậm không thể nào làm thỏa mãn cái sự kính sợ Chúa, làm thỏa mãn cái sự thánh khiết và sự tinh kính của Chúa ở trong đời sống. Bởi vì chiên nó đang nghĩ khi nó không có bị đói thôi. Chứ sau này anh chị em là cái người chăn dắt hội thánh, là cái người hầu việc Chúa, anh chị em phải có lẽ thật để dạy dỗ cho hội thánh. Có những lúc anh chị em
cho anh chị em trong hội thánh đó, ăn gì? Thịt cá, tôm cua. Nhưng có lúc mình phải cho ăn chao đó. Còn anh chứ anh phải cho ăn chao đi chứ không, để cho nó không quân bình lại. Còn nếu không nó béo phì, bị rút à, rồi xanh xanh tóc. Bởi vậy con chim nó nằm, nó yên nghĩ là khi nó no, khi nó không còn bị đói nữa. Như vậy thì con chim được ăn nghỉ, thứ nhất là gì? Không có sợ hãi. Thứ hai, không bị căng thẳng. Số ba, không có bực tức. Và bực tức là khi con người nhận làm nó bực tức. Và số bốn là gì? Không bị đói khát. Không bị đói và không bị khát nha. Anh chị em khi uống một con mũi đậu lên mũi, anh em làm sao? Hoặc là con mũi nó nhẹ lên tay, anh em làm gì? Thôi để cho mày cắn cho đã no rồi bắt tay bay đi chỗ khác, phải không? Đó, phải đặt nó đập hồi đập lên chân mặt mình luôn. Làm cho mình bực tức lắm luôn. Bởi vì Kinh Thánh nói là Chúa đã chăn giữ tôi để tôi làm gì? Yên nghỉ nơi đồng cỏ. Rồi chúng ta nói về cái đồng cỏ đây nha. Tôi và anh chị em phải giữ mình là con cái của Chúa, đừng có ham cỏ gà, ham gơm, ham cái cỏ khô nhà người ta và lủi lủi qua nhà người ta. Anh em mà lủi lủi rồi, rồi cỏ không đúng thức ăn cho anh em ăn vô sình bụng nó chết luôn vậy. Bây giờ phải ăn vô sình bụng lắm á. Rồi cuối cùng gì? Ăn lỡ món ăn của người ta về bị tiêu chảy, phải không? Ăn sai thức ăn là anh em bị nhiễm trùng đường ruột đó, cho anh em biết. Có nhiều anh em mà phải ăn uống những bài giảng của người khác rồi cuối cùng mình dễ nhiễm trùng đường ruột, câu nguyện giải cứu. Giải cứu gì? Giải cứu nghe tầm bảy tầm ba rồi kêu giải cứu. Có nhiều anh em ở ngày hôm nay là thích gì đó, thích gì đó, tò mò, chi thức tò mò. Vì chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta được ở trong Chúa và có lời của Ngài để học của Chúa cho chúng ta. Anh em phải nhớ nha, chiên phải được ăn no mà hãy được ăn cỏ nghe không? Đừng có tìm gốc gà. Tôi nói anh em biết con chiên cái hồi nãy đó, nó thích ăn gốc gà mà. Ăn cỏ nếu có nó không có thích rồi nó qua gốc gà. Học lời Chúa không học. Học lời Chúa lại không thích. Lên trên mạng sạch sạch mọi ba cái tà giáo rồi có hồi lưỡi qua học gì không? Học đạo của Satan luôn. Tìm kiếm mấy cái của nó để học. Học để cho biết. Cái này nguy hiểm là anh em. Có lần con cô đã bị giúp phải nha anh em. Có lần tôi đi tìm, đưa tìm vào cái tôn giáo và vấn đề Satan đức tin nha. Tôi tìm hiểu một hồi để tôi như thế. Tôi khó chịu không? Tôi còn phải giải cứu là tôi phải chạy nhanh ra khỏi chỗ đó mới được. Tôi nguy hiểm quá. Anh chị em phải giải cứu mình khỏi những cái tư tưởng mà cái điều biết. Tôi muốn cái tôi tìm để tôi biết để làm tư liệu thôi, nhưng mà không ngờ nó làm cho tôi khó chịu liền. Chúa là tự ta, Chúa ghét cái điều đó. Chúa nhắc nhở tôi tại sao không tìm kiếm nước với cái trần sự công bình này, để tìm tại sao tìm kiếm cái thứ đó. Có nhiều khi chúng ta nói cho không biết kẻ thù chăm chặn chăm thắng, biết kẻ thù biết ta bay qua. Anh em giải cứu người ta tự nhiên biết là khỏi cần phải tìm hiểu kẻ thù chi nó nhiều quá, không hay biết là lạc bước thành kẻ thù nào hay. Tìm kiếm kẻ thù ngược lại mình thành kẻ thù của Chúa luôn. Hồi không lên rồi anh em sẽ nói thứ nhất là anh em phải tìm con chim, phải xem con chim đồ ăn đủ rồi không. Bây giờ hỏi về cái đề nước uống, nó gì nước uống nha. Ngài dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh, đến đồng cỏ xanh tươi rồi đến mé nước bình tĩnh. Mé nước bình tĩnh là sao? Mé nước bình tĩnh đó là một cái dòng suối được chảy từ trên những cái đỉnh núi. Có một đệ tử của Chúa, ông sống trong cái vùng núi đó. Cảm ơn Chúa, Chúa cho tôi có cơ hội đi một chuyến với một đệ tử của Chúa là một sư phụ, đi qua bên Đức và bên Thụy Sĩ. Anh chị em một cái bức tranh tới bây giờ tôi nhắm mắt là tôi đang nhìn thấy cái cảnh tượng đó anh em, nó đẹp ơi là đẹp. Tôi đến thành phố Zurich rồi sau đó lên núi tiếp, lên trên núi tiếp trên đường đi anh chị em, những cái nhà nó là bằng cây nhưng mà đằng sau những cái căn nhà đó là một cái đồng cỏ nó xanh gờ như vậy đó. Rồi xa xa có một cái đám tiết, đó là tiết trời lạnh quá nó có tiết á, trời mưa xuống. Rồi thấp thoáng tôi thấy những cái bầy cừu nó đang đứng ăn trên cái đồng cỏ và những con bò ăn ngậm trên đồng cỏ. Ôi anh chị em ơi, nhìn nó đúng là một cái bức tranh nó sống động, nó đẹp tuyệt vời. Nó không có ồn ào, nó không có khói, nó không có tiếng kèn xe, nhưng mà nó âm thầm, nó lặng lẽ,
và nó đẹp vô cùng. Có những cái con suối, và tại vì thời tiết đó nó lạnh, cái dòng suối ở trên nó chảy xuống róc rách anh chị em, và nó có những cái đường nước, nước ở trong vắt. Khi con chim ăn cỏ tại đó và sẽ mang đến tinh con suối đó, chỗ cái dòng nước đó nó có uống nước, nước nó tinh sạch vô cùng. Nếu mà chúng ta nuôi chim ở Việt Nam, đặc biệt là ở tại Hồ Chí Minh hay là ở tại chúng ta, con chim nó sẽ dễ bị gì không? Dễ bị ngộ độc nước. Lý do tại sao vậy? Nước chúng ta bị ô nhiễm quá, nhà cầu cũng đổ ra, những cái phân xưởng, những cái chất thải cũng đổ ra cái dòng sông. Chúng ta uống mà chúng ta cũng bị tiêu chảy thì cái gì con chim? Phải không? Anh chị em uống nước sông đi, anh em sẽ biết như thế nào. Bây giờ chúng ta uống gì, uống lọc không? Đó, con chim nó cần phải có dòng nước. Dòng nước thứ nhất đó là dòng nước ở nơi khe suối. Thứ hai là gì? Con chim khi nó ăn cỏ vào các sáng, nó có những cái loại xương ra đây tụ ở trên cái ngọn cỏ, và con chim nó thích những cái dòng xương ở trên cái ngọn cỏ. Thứ ba đó là con chim nó, những người chăn sẽ đến những cái giếng sâu, họ múc nước từ giếng sâu, họ đổ lên cái thao hay là một cái gì đó là đổ nước vô đó. Bởi vì chúng ta thấy giếng và cốt không? Cái giếng chỉ ra là cái giếng của ông Abraham tới thời của ông Isaac cũng đào lại cái giếng. Rồi cái giếng đó là gì? Có những cái dòng suối, dòng nước đó, nó đã lan tỏa vào cái giếng đó. Người ta múc nước ở trong cái giếng đó ra để nuôi chim chim. Con chim nó rất là kén trọng nước và kén trọng vấn đề cỏ để ăn. Anh chị em biết nha, nếu là anh em là người chiên thật của Chúa đó, anh em sẽ nhận biết được đâu là cái nguồn nước thật và đâu là cái nguồn nước ô nhiễm. Nguồn nước là tượng trưng cho Thánh Linh. Anh em sẽ nhận biết đâu là người có Thánh Linh và đâu là người không phải đến từ Thánh Linh. Người có cái dòng nước của Chúa lưu dẫn trong đời sống của mình. Và chúng ta đang đến cái hội thánh mà ra hội thánh đó có dòng nước Thánh Linh của Chúa, anh em sẽ cảm nhận ngay liền. Và anh em đến cái hội thánh mà đến cái người mục sư, đến bất cứ người nào mà người đó không có phải là nguồn nước của Chúa, anh em sẽ cảm nhận ngay. Tại sao vậy? Tại vì Thánh Linh ở trong chúng ta giúp chúng ta biết đâu là nước đậm, đâu là nước sạch. Như vậy, tôi và anh chị em cần phải nhờ nước của Chúa, nhờ Thánh Linh của Chúa, chúng ta mới có thể tìm được cái sự an nghỉ, tìm được cái sức lực, tìm được sức lực. Nước nó quyết định tới sức lực chúng ta hơn 70% anh chị em. Trong cơ thể chúng ta nếu mà mất nước đó nha, chúng ta phải sẽ bị suy yếu, mất sức lực. Anh chị em bỏ ăn á, thì có thể anh em thấy sống được 40 ngày được. Anh em bỏ uống nha, anh em sống được từ 2-3 ngày là anh em chết liền đấy. Thiếu nước là con người ta sẽ chết đấy. Bởi vì nước rất là quan trọng của chúng ta. Bởi vì đã mất ông làm Thi Thiên 23, ông thấy cho chúng ta thấy được là chim nó sẽ được an nghỉ nơi đồng cỏ lúc bên lòng. Con chim nó được an nghỉ được khi nào? Khi nó được có nước cung cấp nó đầy đủ. Và nó được an nghỉ khi nó được ở nơi một cái như người chăn, mà người chăn đó là người chăn dở. Anh em muốn cho bầy chim của anh em trở thành cái bầy chim khỏe mạnh, mập mạp, thì anh chị em sau này phải trở thành những người chăn giỏi. Anh em sẽ nhận biết được chim mình đang đói, đang cần cái gì. Anh em sẽ nhận biết được con chim mình nó đang bị cái gì, hiểu không? Nó có bị ve không? Nó bị nhốn nháo, bị cớ cái gì không? Hay là nó bị một cái gì đó nó quặn lòng? Anh em nhìn em xem coi nó có bị thiếu nước không? Hội thánh nhà hôm nay nói đến đề tiên ăn cầu nguyện thì không có. Cầu nguyện không có. Chúng ta hãy tìm kiếm sự cầu nguyện, đó là cái cơ hội để chúng ta tiếp cận với nguồn nước. Anh em càng cầu nguyện thì nguồn nước sẽ càng đến với chúng ta mạnh hơn. Rồi đó là con chim. Chim, con chim bị sợ ngã. Có một số con chim nó bị sợ ngã nè. Con chim sợ ngã và bồn chồn là sao? Thi Thiên 42 câu số 11. Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sợ ngã và bồn chồn trong lòng ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Có một đề tớ của Chúa, ông là người chăn chiên. Ông đã chia sẻ về trải nghiệm của mình về chiên. Ông giải thích ý nghĩa cụm từ chiên sợ ngã như thế nào. Tôi muốn chia sẻ anh em về điều này. Thật là thú vị khi chúng ta biết cũng cảm thấy
bất lực và không thể tự đứng trên đôi chân của nó nếu không có ai giúp đỡ nó. Cơ đốc nhân và chiên có nhiều điểm tương đồng với nhau. Một đệ tử của Chúa, ông là một chủ trang trại chiên và ông cũng là một người chăm sóc hội thánh của Chúa. Ông có trải nghiệm và ông chia sẻ điều này. Sờ ngã hay buồn chồn, đó là một cái thuật ngữ của tiếng Anh. Tiếng Anh cổ nó thông dụng giữa cộng đồng người chăn chiên, chỉ về con chiên bị đập nữa và không thể đứng dậy được. Tình cảnh chiên bị đập nữa, nó chống chân lên trời, trông rất tuyệt vọng. Nó cố gắng hết sức để đứng dậy trên đôi chân của mình, nhưng mọi nỗ lực đều được. Thỉnh thoảng nó kêu bé 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 để nhờ có ai đó giúp đỡ nó, nhưng nói chung là nó đang nằm đặt ngứa. Anh chị em có thấy con buồn mà đặt ngứa chưa? Anh em thấy con buồn mà đặt ngứa chưa? Anh em thấy con buồn nó đặt ngứa thấy dễ thương không? Nó làm nó đưa nó bốn chân, nó còn ngoe kìa, nó cố gắng nó lặn lại không có được. Con chiên mà lặn ngửa cũng giống vậy á, lặn ngửa đưa bốn chân lên rồi nó quơ qua nó quơ lại, nó không làm được gì chứ. Mà nó lỡ mà lột xuống ngay cái khe mà lặn ngửa cái này, là anh em biết chuyện gì không? Là cái bụng nó đưa lên nó bị tức cái bụng, rồi nó gì đó nó làm cho cái bụng nó nóc lên, rồi cái men á là cái chất độc ở trong cơ thể nó phát tán ra. Nó làm cho cơ thể nó bị mất nước và nó suy kiệt. Mà nó càng ngày, nếu mà để lâu quá nó sẽ bị chết. Nếu mà trời nắng là sẽ mau chết, còn nếu có trời mưa thì nó kéo dài được bữa hay bữa rồi nó cũng chết thôi. Và chúng ta thấy là con chiên bị lật ngửa nó là chuyện nghiêm trọng đối với cái bài chiên. Không khăn nề, không có nan đề nào khiến cho người chăn phải lo lắng về những con chiên lật ngửa này. Anh chị em thấy đuôi cá mà con cá lật ngửa chưa? Chỉ là nuôi cá. Nếu anh em là từng nuôi cá mà cá lâu năm đó, con cá mà cá nó lớn đó, thời gian nó tự nhiên là nó sắp sửa mình đi bán, tự nhiên có một số đứa nó lặn ngửa. Anh em có thấy cái con gà đó, con gà nó lặn ngửa chưa? Nuôi vịt mình lặn ngửa chưa? Lý do tại sao vậy? Đó, nó có vấn đề sức khỏe nên nó lặn ngửa chưa? Con chiên nó lặn ngửa đó là một hiện trạng nghiêm trọng. Bởi vì chính cái chó đó người chăn phải làm gì? Người chăn phải tìm cho bằng được cái con chiên nó đang tất bại, nó đang đi gà thôi. Bởi vì Kinh Thánh có một chỗ trong Luca cho nói về vấn đề này, có một cái người kia có 100 con chiên, nhưng có một con chiên lạc mất. Người chăn phải làm gì? Chạy đi tìm kiếm con chiên đó. Mà anh biết con chiên nó đang bị gì không? Con chiên nó đang bị lạc ngửa. Hay đúng ra nó đang sắp sửa bị chết, người chăn phải tìm gặp nó. Cũng một thể ấy, anh chị em trở thành người chăn sau này, anh em sẽ có những người mà nó đang bị lặng nữa, anh em hãy đến và cứu nó. Nhưng trong hội thánh của Chúa có những nhân sự anh chị em không phải là con chiên bị lặng nữa, nhưng mà trong giai đoạn nó đang đổi màu thành con sói, thành ác quỷ, chứ không phải là chiên lặng nữa, đang phản loạn mà. Ở đây là loại chiên không có tốt, thì anh chị em phải cầu nguyện giải cứu cho nó. Giải cứu cho được không anh chị em? Còn nó không có phải cầu thai chứ sao giờ? Như vậy thì Kinh Thánh cho chúng ta thấy hình ảnh con chiên nó bị như vậy, tôi và anh chị em cần phải đến quan tâm và giúp đỡ cho nó. Nó là tình trạng mà chiên bị lật ngửa, người chăn sẽ nhắc nó lên nhẹ nhàng, lăn qua lăn lại, có nghĩa là nhắc lên rồi lăn qua lăn lại những gì để cho dạ dày nó bị không bị tức hơi, không bị ép dạ dày, không bị cái khí ga nó trào lên nữa. Và bắt đầu người chăn phải xoa bóp nó để cho máu lưu thông trở lại. Việc xoa bóp này thường mất khá nhiều thời gian. Khi chiên đi đứng được, nó loạn trọn đứng dậy lảo đảo và run rẩy và nó ngã lại nữa. Dần dần nó lại đứng thẳng, nó đi đứng chắc chắn và vững vàng hơn. Cuối cùng nó hăng hái nhập bầy và tiếp tục đi chung, không còn sợ hãi và tiếp tục nữa. Đó là cơ hội sống. Chiên bị lặng ngửa vì nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, con chiên nào chọn cái chủng lõm sâu, thoải mái, im ái trên mặt đất, dễ nằm, thường sẽ bị lặng ngửa.
có nghĩa là nó tìm một cái chỗ nào đó có lợn sâu á, có lợn sâu rồi nó phái quá, nó chui nó nằm nằm hồi cái thoải mái quá, tự nhiên nó lật cửa luôn, mà lật cửa lên rồi nó lật úp lại không được. Ở đây nói đến gì? Cũng vậy, cuộc đời tín hữu, cuộc đời của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm nếu họ luôn tìm kiếm những nơi dễ dàng, một cái góc ấm áp nào đó, hay một cái vị trí thoải mái không khó khăn, không cần tới tính nhẫn nại, không đòi hỏi tính kỷ luật. Có nghĩa là một người hầu việc Chúa hay là một con chiên của Chúa mà không có chịu kỷ luật, không có cái tinh thần kiên nhẫn nhẫn nại, lúc nào cũng tìm cái chỗ nào đó thoải mái hơn, thích người ta khen tặng mình hơn, thích ở cái vị trí nào nó tốt hơn, không có chịu siêng năng phục vụ, thì đó là một cái chỗ nó dễ bị lầm lửa. Nhưng anh em muốn bị lầm lửa không? Đưa bụng cho ta câu không? Chắc không phải không? Xin Chúa cho chúng ta trở thành con chiên không bị lầm lửa. Thứ hai, có quá nhiều lông, con chiên nó quá nhiều lông, có thể làm cho nó bị lạc lửa. Có một số câu chuyện anh em, có một con chiên nó đi lạc mấy chục năm anh chị em, bộ lông của nó đến đổi ha, người ta mà gọt nó nghe cầm ta tắn lông vậy anh chị em. Có một con chiên mà nó lòng khủng khiếp như vậy đó. Ôi, anh em mà lên mạng đi, con chiên bị thất lạc 10 năm anh em mới thấy thôi. Con chiên chỉ một năm người ta thấy là cạo nó một lần, bây giờ 10 năm rồi nó không được cạo, anh chị em biết nó dài và nó đầy, nó chịu không nổi, nó đi không được. Mục đích con chiên là để nó để sản xuất ra lông và để sửa thôi, nhưng mà nếu mà không có sửa gì mà cái bộ lông của nó đó là nó rất là nguy hiểm. Nhân cái đó anh chị em mới biết rằng là bộ lông của nó cũng sẽ ảnh hưởng. Nếu bộ lông chiên quá dày và cuộn vào trong đó những cái thứ linh tinh như bùn, phân, bảnh vụn, rác thải, chiên sẽ dễ bị lật ngửa. Chính bộ lông nặng nề kéo nó ngã xuống đất. Kinh Thánh mô tả lông chiên là lối sống cũ của cơ đốc nhân. Lông chiên là lối sống cũ của cơ đốc nhân. Bộ lông chiên là biểu hiện ở bên ngoài, nhưng qua đó ta thấy được tình trạng bên trong. Đó là biểu hiện của dục của sự đam mê cá nhân. Bộ lông đó là hình bóng chỉ về những cái khía cạnh cuộc sống chúng thường tiếp xúc với thế gian. Thế gian là nơi tích tụ nhiều thứ cặn bã đang bám riết lấy cơ đốc nhân, chẳng hạn như là của cải vật chất hay là tư tưởng thế gian luôn tè chì kéo lật đổ cuộc đời của chúng ta. Chúng ta thấy ở trong chùa các thầy tế lễ không được phép mặc quần áo dệt từ lông chiên khi bước vào nơi chí thánh. Chiếc áo đó tượng trưng cho cái tôi thối kiêu ngạo trọng vọng cái bản thân. Chúa không dung túng cái bản ngã đó. Khi chiên bệnh lần nữa vì bộ lông dài và nặng nề, người chăn nhanh chóng khắc phục tình trạng bằng cách hớt lông chiên để tránh cái nguy cơ thiệt mạng cho nó. Đây không phải là quá trình dễ chịu, chiên không thích bị hớt lông. Đối với người chăn chiên cũng vậy, hớt lông là một công việc vất vả nhưng buộc phải thực hiện. Như vậy thì lông chiên đã thể hiện cái bên ngoài, cái tôi, cái khoe khoang, cái dục vọng, cái tham dục của người ta. Tôi mà anh chị đi theo Chúa dạy chúng ta là do phải đóng đinh cái tình dục, dâm dục của mình thập tự giá mọi người. Anh em phải chịu hớt lông, Chúa Giêsu bị hớt lông không? Kinh Thánh trong Ê-sai 53 cho nó sao? Người như chiên câm trước mặt kẻ hớt lông, như chiên câm trước mặt kẻ lòng thật. Người chẳng hề có miệng, mở miệng ra. Khi anh chị em đó, tôi và anh chị em đi học lời Chúa ngày hôm nay, ngày hôm nay anh em đến đây học lời Chúa là anh em đang bị hớt lông đó. Anh em biết ai hớt lông anh em không? Tôi đó. Hồi nãy giờ tôi chia sẻ cho anh em là tôi đang hớt lông đó. Hớt những cái sự kiêu ngạo, hớt những cái sự tham dục, hớt những cái sự tự ti, hớt những cái sự khoe khoang ích kỷ chúng ta. Nhưng mà cái điều tôi chia sẻ anh em đó là những cái lời chân thật đến từ lòng, đến từ Thánh Linh của Chúa. Tôi muốn anh em trở thành những người chiên thật của Chúa. Không thể nào đem cái bộ lông xù xì mà đến gần với Chúa được anh chị em. Anh em phải làm sạch chính mình mỗi ngày. Số 3, con chiên mà nó bị lật ngửa là gì? Tại vì con chiên nó quá mập đi. Quá mập có nghĩa là có một số người mập hơn tôi nữa. Con chiên mập quá thì dễ bị lật ngửa lắm.
Ai cũng biết chiên mập quá chẳng những không khỏe mà còn lại không đạt năng sức. Không đạt năng sức. Anh em đừng nghĩ mấy người mập đẻ nhiều nha, ốm ốm mới đẻ nhiều lắm, còn mập đẻ không đẻ luôn. Thông thường những con mập béo thường bị lạc nữa, bởi vì trong bụng quá khổ nên chúng không thể đi đứng nhanh nhẹn, mỗi chuyển động đều khó khăn. Một khi người chăn nghĩ là con chiên này có thể bị lạc nữa vì chân quá mập, ngay lập tức ông có biện pháp giải quyết. Người chăn chiên trang khẩu phần khắc khe hơn, giảm bớt ngũ cốc, theo dõi sát sao về tình trạng của chúng. Mục đích của người chăn là gì? Muốn cho chiên khỏe mạnh, cứng cáp, đầy sinh lực và không mập mà bèo nhèo bất lực. À, bởi vì chính chỗ đó tôi mà lúc tôi phải chiên ngay cái chiên, biết không, để tôi giảm cân. Chứ mục sư là người chăn chiên mà mập quá, con chiên sẽ bắt chước nó mập theo. Có một số anh em nói than phiền, nói với hội thánh khu vực du xe toàn là anh em nào mà chú cũng mập hết trơn á, còn giáo hạt hết tôi ông nào cũng không nhớ nhá. Thôi anh chị em ở đây không phải nói về cái mập vấn đề cái thân xác không, mà nói về cái mập về thuộc linh. Anh chị em phải mập mặt cơ bắp thuộc linh, chứ không phải là cơ bắp thuộc linh anh em ấm nhớ nhá. Con chiên mà nó gầy quá không được, nó gầy quá gì thiếu dinh dưỡng, suy dinh dưỡng, bỏ đói nhiều năm quá. Anh em thấy con chó mà nó bị ốm chưa? Anh em thấy con nuôi con heo mà nó ốm chưa? Con bò nó ốm chưa? Nó mà lòi xương mông ra luôn vậy. Còn bộ thấy nuôi chiên, người chăn chiên mà nuôi con chiên mà nó ốm lòi xương mông thôi, không có được gì chứ. Mà nó mập quá thì nó sẽ chết, mà nó ốm quá thì không được. Có nghĩa là gì? Anh chị em phải làm sao để con chiên nó khỏe mạnh và nó cũng vừa đủ được rồi. Mập béo cũng là một trong những cái hình thức mà chúng ta không có kỷ luật, không kiểm soát cái sự ăn uống của chúng ta. Rồi chúng ta cần phải làm gì? Phải khắc khe, phải kiểm soát vấn đề ăn uống cho con chiên. Bởi vì có nhiều ngày hôm nay có một số con cái của Chúa là gì? Mập béo thuộc linh. Lý do tại sao không? Tại vì không có chịu hoạt động. Có nghĩa là học nhiều nhưng mà không có chịu hành, không có chịu làm. Thế là trở thành người béo cái đầu, béo cái bụng, béo cái chân mà không có làm gì chứ. Béo cái đầu là chân cái đầu đâu có to ra, tại ngồi nghe nhiều quá cái đầu nó to. Rồi xong cái là nó béo cái bụng là chị không? Ngồi tại chỗ không đi đâu chân rồi nó béo cái bụng. Cái chân sưng phù lên, chứ tại sao không? Tại vì ngồi chỗ biết cái chân nó phù lên luôn. Thế là tại vì ngồi chứ không chịu đi. Chúa cho tôi cho anh em đó là cái người con người chiên của Chúa là phải học, phải đi hành động, phải giúp đỡ người khác, phải lo gia đình cho cuộc sống đức tin mạnh mẽ. Đó là con chiên. Rồi chúng ta sẽ tạm nghỉ 10 phút nha, mấy giờ rồi? 15 phút nữa 3 giờ, anh chị em sẽ trở lại 3 giờ, chúng ta sẽ học 3 buổi. Nếu anh em muốn học thêm thì tôi sẵn dạy dạy thêm, anh em muốn về thì cứ về, anh em muốn ở lại cứ ở lại, tôi dạy thêm tùy theo hoàn cảnh của chúng ta thôi. Chứ tôi phát cái lọc bài này đó, anh em ơi, tôi đọc tôi phái quá. Chúa cho tôi trở thành người chăn mà tôi nhận thấy một điều gì anh em? Nhiều khi tôi người chăn mà chưa phải là người chăn tốt anh chị em. Nhưng mà qua lời Chúa tôi thấy mình cần phải học để mình thay đổi nhiều hơn. Anh em có thấy ở những ngày qua anh em cần phải học để biết con chiên mình là lỗi chiên gì không? Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho chúng ta.